Hơn 17,3 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Mang Giang trong 2 năm 2022 và 2023, theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tổng vốn ngân sách nhà nước phân bổ năm 2022 là gần 7 tỷ đồng. Huyện Mang Giang đã tập trung xây dựng các mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo nghề, chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối đào tạo, giải quyết việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm kết nối việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài. Riêng trong năm 2023, nguồn vốn này là hơn 10,3 tỷ đồng. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện đang cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đề xuất nhiệm vụ cụ thể, cũng như xây dựng dự toán chi tiết để triển khai thực hiện.